5 năm trở lại đây, kinh tế xã hội phát triển đã góp phần cải thiện đáng kể đời sống của người dân. Trong đó các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao ngày càng được các cấp, ban ngành địa phương quan tâm, đầu tư và phát triển. Tỉnh cũng như người dân tỉnh nhà đều rất mong muốn xây dựng nền tảng để Bắc Giang có thể phát triển bóng đá thành tích cao và bắt đầu từ việc tổ chức hệ thống đào tạo vận động viên bóng đá trẻ với đầy đủ các chức năng đồng bộ, đào tạo đá bóng, văn hóa, ăn nghỉ và vui chơi của các vận động viên. Xin chúc mừng!